Xin chào các bác, chào mừng các bạn kênh YouTube của xe đạp VIP. Hôm nay thì em có mẫu gian là TCR bỏ ra review cho các bác. Thì mẫu xe này thì em đã chuyên là có review. Thì tại chiếc xe này đang có giá hơn 70 triệu. Trước thì em có size S. Hôm nay thì tiếp tục em có size XS review cho các bác. Thì con này thiết kế khung carbon. Group của xe được group đó là Shimano Utega R8000. Xích thì cực kỳ bá đạo luôn. Quả xích màu cực kỳ bá đạo này. Xích màu KMC này, đề Utega này, đùi đĩa sử dụng đề Utega này. Đấy, Utega, Shimano Utega này. Bedan Wellgo. Cái bedan này bedan được hãng tặng thêm nhá, chuẩn những dòng xe đua đắt là không có bedan các bác nhá. Đấy, xích KMC đề Utega này. Nít Utega. Nói chung là con này sử dụng Utega R8000 hết. Cực kỳ đẹp. Đấy, máy ơ sử dụng máy ơ cá lổ vành carbon SNR1. Con này sử dụng lốp liền xăm. Lốp liền xăm gian AC1. Cũng phanh Utega R8000 cộng yên carbon này, yên gian này, da mềm này. Đấy, bô tăng ghi đông nhôm. Tay đề Utega, cũng phanh Utega vành carbon này. Đấy. Đấy, để hiểu rõ hơn nốt liền xăm như thế nào thì em đã xì hơi bánh trước đi rồi. Nốt liền xăm là đằng trong nó không có xăm đâu. Cái nốt này sẽ thay thế luôn cho cả xăm. Và các bác chỉ cần bơm keo vào, bơm hơi là xong. Thì mẫu xe này hiện tại bên em đang có chương trình giảm giá. Nếu bạn nào mà mua xe, alo trực tiếp hotline bên em 0936307317 để đặt hàng mẫu xe này. Hoặc truy cập website xedapvip.vn. Thì những video này em review nhanh để các bác có thể là biết được giá bán cũng như cấu hình của chiếc xe. Còn những cái chi tiết ở trong cấu hình thì bác có thể vào website xedapvip.vn để xem chi tiết hơn. Nên có hình ảnh này, chi tiết cũng như là thông số để các bác có thể đọc và hiểu được chi tiết chiếc xe này. Đấy, cảm ơn các bác dành thời gian xem video. Xin chào các bác.